Chúng đây rồi. Bạn xách đồ đạc và chạy ra xa jeep để đưa bạn đến trung tâm sơ tán trong khu định cư dưới lòng đất. Chú chó của bạn chạy theo mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn ở bên ngoài và thấy người khổng lồ cách xa vài dặm đang tiến về phía mình. Chúng rất đông, mỗi người cao bằng tượng nữ thần tự do, nhưng tên thủ lĩnh còn cao hơn tòa nhà Empire State một chút. Mỗi người khổng lồ có một khuôn mặt độc đáo giống với mặt của con người, nhưng chúng luôn nhe răng và mở to mắt. Mọi người trên phố đang chạy về phía những chiếc xe jeep lớn. Các phương tiện đã sẵn sàng để đưa mọi người đi, nhưng bạn bị tụt lại phía sau. Mỗi bước đi của người khổng lồ dài hơn 30 mét, nên bạn phải chạy nhanh hết sức có thể. Bạn đang chạy đến gần xe jeep rồi, nhưng họ phóng đi mất khi bạn chưa kịp lên xe. Giờ đây, thị trấn không có một bóng người, nên bạn chạy về phía ngôi nhà gần nhất và trốn trong tầng hầm. Thủ lĩnh người khổng lồ gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả khu phố. Bạn chạy xuống cầu thang, xoa dầu và chất tẩy rửa lên mình. Đám người khổng lồ này có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Bạn ôm chặt chú chó của mình vào ngực và chờ cho qua chuyện này. Tim bạn đập loạn xạ và người ướt đẫm mồ hôi. Với mỗi bước đi của người khổng lồ, mặt đất ngày càng rung chuyển, nghĩa là chúng chỉ còn cách đây vài dặm thôi. Một vài giây sau, chúng dừng lại. Bạn vẫn không cử động, nhưng bạn cần biết điều gì đang xảy ra. Bạn vừa đứng dậy thì một người khổng lồ xé toạc ngôi nhà và tất cả bọn chúng đều thấy bạn. Chúng nhìn bạn như thể bạn là chiếc bánh quy cuối cùng trên đĩa mà chúng đều muốn ăn. Bạn đứng như trời trồng, cố gắng không cử động đột ngột, nhưng chú chó của bạn bắt đầu sủa. Bạn chạy đi trong khi một người khổng lồ cúi xuống và cố gắng tóm lấy bạn. Những người khác cũng muốn bắt bạn, nhưng bàn tay của chúng va vào nhau, tạo cơ hội cho bạn trốn thoát. Bạn tìm thấy một chiếc mô tô trên đường và lái đi nhanh nhất có thể. Lũ người khổng lồ nghe thấy bạn và bắt đầu một cuộc rượt đuổi. May mà đường không có chướng ngại vật nào. Wow, một người khổng lồ nhảy qua bạn và tiếp đất ở bên đường. Chúng ở ngay phía sau bạn và tên ở phía trước há miệng, chuẩn bị nuốt chửng bạn. Bạn đánh lái chạy khỏi đường và đi vào rừng. Với những người khổng lồ này, cây cối chỉ cao đến đầu gối, nhưng ít nhất chúng sẽ không dễ nhìn thấy bạn. Khu rừng tối tăm và không thích hợp để chạy mô tô. Bạn đang chạy ngoằn ngoèo giữa những cái cây, nhưng đột nhiên xe của bạn đâm vào một tảng đá lớn, khiến bạn cùng chú chó văng xuống sông. Chiếc mô tô phát nổ, thu hút sự chú ý của bọn khổng lồ. Nhưng bạn đang bị dòng sông dữ dội cuốn đi. Không lâu sau, bạn bơi được đến bờ sông và lấy lại hơi. Bây giờ, đang là ban đêm và bạn nhanh chóng dừng trại. Bạn vẫn có thể nhìn thấy người khổng lồ ở phía xa, lang thang như lũ thây ma. Có vài tên dường như đang ngủ đứng. Nấp trong một hang động nhỏ, bạn đốt lửa trại và nấu cá ngon lành. Ở đây thật tĩnh lặng. Bạn đang cách người khổng lồ vài dặm và trốn trong hang động. Tuy nhiên, tên cao nhất nhìn thấy bạn và rít lên một tiếng làm rung chuyển cả khu rừng. Bọn khổng lồ còn lại thức dậy và bắt đầu chạy về phía bạn. Bạn nhanh chóng dập lửa và lao về phía rậm rạp nhất của khu rừng. May thay, người khổng lồ ở đủ xa để bạn tìm thấy một cái lán bị bỏ hoang. Ở đó, bạn nhìn thấy một chiếc xe tay ga và kỳ diệu làm sao nó hoạt động. Bạn khởi động xe và lao đi. Bạn lái xe trở lại con đường chính, nhưng bọn khổng lồ đã thấy và bắt đầu đuổi theo bạn. Trong khi đó, chú chó của bạn vẫn đang làm công việc của nó, sủa để xua đuổi lũ quái vật. Nhưng tất nhiên điều đó không có tác dụng gì. Trước mặt bạn, có một đường hầm xuyên núi, nó dẫn đến một thành phố khác. Người khổng lồ dậm chân và phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng. Đôi mắt sáng chói của chúng giống như đèn pha trong bóng tối. Bạn cố gắng đi qua đường hầm tối. Trước mặt bạn là ô tô bị nghiền nát và nằm chỏng chơ ở khắp nơi. Bạn tìm thấy một chiếc xe tải bị lật có chứa thực phẩm và đồ dự trữ. Bạn có thể nghe thấy bọn khổng lồ phía sau lưng mình khi chúng đang cố chui vào đường hầm. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra và cố vồ lấy bạn. Nhưng thay vào đó, nó chộp lấy một chiếc xe hơi. Bạn nhanh chóng quay lại xe tay ga của mình, kẹp chú chó dưới nách và lái xe đến cuối đường hầm. Bọn người khổng lồ vẫn đang cố gắng phá vỡ ngọn núi. Mặt trời bắt đầu mọc và bạn vẫn đang lái xe. Bạn hoàn toàn đơn độc trên vùng đất này. Tất cả mọi người đã rời khỏi đất nước. Bạn ghé vào một số trạm xăng trên đường để đổ xăng. Bạn ngủ trong các nhà nghỉ bị bỏ hoang ven đường. Đã 2 tuần kể từ lần cuối bạn nhìn thấy người khổng lồ, nhưng bạn vẫn hết sức thận trọng. Khi lái xe trên khắp đất nước, bạn thấy một số người khổng lồ hiền lành đi lang thang. Bạn dừng lại một chút để ngắm cảnh. Và hóa ra đó là một sai lầm. Lũ người khổng lồ đuổi theo bạn trước đây bỗng từ đầu xuất hiện. Bạn tăng tốc phóng đi, nhưng rồi chúng chạy bằng 4 chân, phi nước đại như linh dương Gazan.
chúng ngày càng đến gần bạn hơn. Bạn đến một cái hồ lớn và lái xe dọc theo bờ của nó. Nhưng một thủy quái khổng lồ ngoi lên và cố gắng tóm lấy bạn. Bạn đột ngột chuyển hướng và trốn vào rừng để sinh vật kia không thể bắt được. Nhưng bọn khổng lồ lúc nãy vẫn đang săn lùng bạn. Bạn lái xe cho đến khi nhìn thấy một nhóm người đang đi cùng nhau. Người khổng lồ đang đứng phía sau họ, nhưng chúng bỗng dừng lại và bỏ chạy. Ban đầu bạn rất bối rối, nhưng rồi bạn thấy nhóm người đang cầm những chiếc loa lớn. Chúng phát ra âm thanh tần số cao. Âm thanh này hẳn có tác dụng xua đuổi lũ người khổng lồ. Bạn giới thiệu mình với nhóm du mục. Họ từ chối đi sơ tán. Bây giờ, ở yên một chỗ chẳng hề an toàn, nên họ di chuyển liên tục. Bạn tham gia cùng nhóm người này. Họ kể cho bạn toàn bộ câu chuyện. Cách đây một tháng, tất cả các lục địa lớn trên thế giới bất ngờ có người khổng lồ dạt vào bờ biển. Sau khi tỉnh dậy, những sinh vật giống con người bắt đầu phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng. Thành phố, thị trấn, xe cộ. Những sinh vật này có thể sống ở các vùng khí hậu khác nhau, từ cái lạnh băng giá của phương Bắc đến cái nóng khủng khiếp của sa mạc. Dường như điểm yếu duy nhất của chúng là những tiếng ồn chói tai chỉ kéo dài một lúc. Trái đất giờ đây đã thuộc về chúng và chẳng có cách nào để ngăn chặn bọn khổng lồ này. Ngoài khứu giác vô cùng nhạy bén, chúng còn có thị giác và thính giác cực mạnh mẽ. Bởi vậy, chúng có thể thấy bạn dù với chúng bạn chỉ nhỏ như con kiến. Mọi người kể với bạn là kế hoạch sơ tán đã không thành công. Người khổng lồ có thể cảm thấy rung động ngay cả dưới lòng đất. Cơ hội duy nhất để tồn tại và sống yên bình đã đi thuyền đến một hòn đảo nhỏ cách xa đất liền. Màn đêm lại buông xuống. Nhóm du mục tiếp tục di chuyển thay vì dựng trại. Thực ra, ban đêm là thời gian thích hợp nhất để di chuyển vì lúc này hầu hết người khổng lồ đã ngủ. Bạn được cảnh báo điều quan trọng nhất, phải hết sức im lặng. Bạn phải từ bỏ chiếc xe tay ga của mình vì bạn đã đến rừng người khổng lồ. Đó là nơi hàng chục người khổng lồ đang ngủ đứng trên một bãi đất trống. Bất cứ thứ gì chạm vào cũng sẽ đánh thức chúng, chứ chưa kể âm thanh mà chúng nghe thấy. Những người du mục sắp xếp đội hình và luồn lách quanh bọn khổng lồ có bàn chân to bằng một chiếc xe buýt cỡ lớn. Bạn rón rén đi, nhưng bàn chân ở khắp mọi nơi. Bạn đã vượt qua được lũ người khổng lồ, nhưng ai đó ở phía sau lại vô tình đụng phải một tên khổng lồ. Hắn giật mình tỉnh giấc. Điều này cảnh báo những tên khác. Chúng thức dậy trong cơn điên cuồng và lồng lộn lên. Bạn và nhóm người kia lèn về phía bờ biển mà không bị bọn khổng lồ nhìn thấy. Ở đằng kia có một con tàu lớn đang đợi mọi người lên đó. Khi mọi người đã sẵn sàng, con tàu khởi hành. Bọn khổng lồ không phát hiện ra con tàu cho đến khi tàu đã xa bờ. Nhưng đại dương sẽ không ngăn được chúng. Chúng bơi nhanh nhất có thể, gây ra những đợt sóng lớn. Tuy vậy, những đợt sóng này chỉ đẩy con tàu của bạn càng ra xa bọn khổng lồ. Ngay khi chúng đến đủ gần, mọi người trên tàu sẽ bật loa thật lớn. Âm thanh the thé dọa người khổng lồ tránh ra. Điều này cho phép con tàu đi tới một hoang đảo cách mối nguy hiểm xa, rất xa.